Chào mừng các bạn ghé qua du lịch và trải nghiệm cùng với gia đình của Lực và Jenny. Hôm nay thì mình sẽ đi tiếp cái con đường Freedom Trail mà cái video lần trước mình đã giới thiệu với các bạn. Thì bạn nào mà chưa có xem cái video trước thì hãy vui lòng vào kênh du lịch và trải nghiệm để tìm cái video lần trước, để mình sẽ theo dõi cái đoạn đường tự do này một cách trọn vẹn ha. Địa điểm tiếp theo mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó là cái Faneuil Hall, hay còn gọi là cái quảng trường Faneuil. Thì phía trước cái quảng trường là quảng trường lớn, có cái tượng của ông Samuel Adams. Thì trước khi mà mình vào trong quảng trường thì mình sẽ đi một vòng xung quanh phía ngoài để mình ngắm khu vực ở bên ngoài. Thì bây giờ mình sẽ bước vào cái khu vực bên trong của cái Faneuil Hall này ha. Thì cái Faneuil Hall này nó là một cái quảng trường có cái tòa nhà màu đỏ. Nó là một cái hội trường Faneuil, là một nhân chứng lịch sử vẫn còn được bảo tồn và gìn giữ cho đến ngày hôm nay. Thì cái hội trường này có không gian rộng lớn, nhiều công trình kiến trúc độc đáo, sáng tạo, cùng với đó là những khu chợ nổi tiếng với những món ăn ngon và những cửa hàng bán đồ lưu niệm thật tuyệt đẹp. Thì cái hội trường Faneuil này nằm trên đường tự do ở khu đô thị Boston, được xây dựng bởi doanh nhân giàu có Peter Pham vào năm 1742. Ban đầu nó được sử dụng như là một khu chợ. Trước khi chiến tranh giành độc lập bùng nổ thì nó đã sử dụng làm nơi tổ chức các cuộc tụ họp toàn của thành phố ở Boston. Nơi đây những đã chứng kiến các cuộc họp và bài phát biểu của vô số những người yêu nước. Nó còn được gọi là cái nôi tự do và nó đóng một vai trò quan trọng trong lịch sử của Hoa Kỳ. Đây là một tòa nhà gạch màu đỏ 3 tầng, trang nghiêm, song lập theo phong cách của Hy Lạp. Sau khi được cải tạo quy mô lớn thì nó đã được mở cửa trở lại vào tháng 8 năm 1976. Khi bạn bước vào hội trường, bạn có thể nhìn thấy trên cái tường có dòng chữ là đây là một khoảnh khắc quan trọng của Boston. Ngày nay thì hội trường ở tầng 1 hiện đang được sử dụng làm nơi họp của các thị trấn. Những bức tranh sơn dầu khổng lồ của Daniel, Freedom và Hoa Kỳ nằm ở trong phòng của hội nghị. Thì sảnh trên của tầng 2 là nơi người dân địa phương tổ chức nhiều cuộc tụ họp khác nhau, trong khi tầng 3 là bảo tàng thuộc trụ sở của quân đoàn pháo binh Boston. Bảo tàng pháo binh này rất đáng để ghé thăm, mặc dù là bảo tàng nhỏ nhưng nó được trang trí rất là ấm áp và rất là đặc biệt. Đằng sau cái hội trường của Faneuil Hall là cái chợ Quincy. Thì mình sẽ khám phá cái chợ Quincy tiếp theo nhé. Địa điểm tiếp theo mà mình đang đi dạo bên trong đó là cái khu chợ Quincy. Thì khu chợ Quincy đó là một cái khu chợ mà địa điểm du lịch mà bất cứ ai tới du lịch ở Boston đều đến tham quan ở khu chợ này. Nó giống như là mình đi Sài Gòn thì phải ghé vào chợ Bến Thành vậy đó. Thì cái khu chợ Quincy là khu chợ thương mại lâu đời và sầm uất của thành phố Boston. Chợ Quincy Boston nằm ở gần hội trường Faneuil Hall ở Boston thuộc bang Massachusetts. Chợ là một dãy nhà 2 tầng dài trên 100m, xây bằng đá. Phía trước có 4 cột to trông giống như một kiến trúc của Hy Lạp. Phía nam và phía bắc chợ lại có thêm hai dãy nhà khác gọi là North Market, và hướng chợ bắc là hướng chợ nam. Thì phía trước chợ là một khu thương xá bán hàng cao cấp. Mình bên ngoài quảng trường của khu chợ Quincy là có các sinh hoạt của các hoạt động vui nhộn, những cái biểu diễn đường phố. Bên trong dãy nhà của Quincy Market thì là nơi bán, có những các nhà hàng, là nơi bán đủ các loại thức ăn của các nước như là Thái, Ấn Độ, nước Hoa, nước Ý và nước Mỹ. Nhưng đến chợ này thì bạn không thể nào quên thử cái món clam chowder. Thì cái đó là cái món súp mà bằng hến nấu với kem. Và thứ hai nữa là cái món bánh mì mà kẹp với con tôm hùm. Thì hai cái món này là món đặc trưng của cái chợ này. Khi mà bạn tới đây thì nhất định phải thử qua cái món này, rất là đặc biệt ha. Thì hôm nay nhà mình cũng đã mua cái món đó để mà thử xem cái hương vị nó ngon như thế nào.
Sau khi đã đi chợ một vòng để lựa đồ ăn thì bây giờ mình đã tìm được một cái bàn và ngồi xuống thưởng thức những cái món ăn trong cái khu chợ Quincy đây. Thì nhà mình mua một cái món đồ ăn của tàu và tất nhiên là không thể bỏ qua cái món clam chowder mà bỏ vào cái bánh mì. Và thứ hai nữa là cái tôm hùm kẹp với bánh mì. Thì bây giờ mình sẽ ngồi thưởng thức cái bữa trưa hôm nay của mình bằng cái món đặc sản của Boston. Xin mời các bạn cùng thưởng thức cùng với gia đình mình. Sau khi đã dùng bữa trưa xong thì mình sẽ tiếp tục đi dạo xung quanh cái hội trường trong cái quảng trường lớn này. Thì khi mà các bạn đi xung quanh cái quảng trường này sẽ có rất là đông những người đến đây chơi và mình sẽ dễ dàng bắt gặp những cái show biểu diễn đường phố. Thì mình cũng sẽ ngừng lại để mà gọi là thưởng thức một trong những cái show mà đặc sắc nhất mình chia sẻ với các bạn.
địa điểm tiếp theo mà mình muốn chia sẻ với các bạn hôm nay đó là cái gọi là Boston Tea Party. Thì thoạt nghe Boston Tea Party thì mình cứ nghĩ tới một cái bữa tiệc trà hay là một cái nhà hàng mà chuyên phục vụ các món trà nào đó ha. Nhưng mà không phải. Thì nơi đây nó có một cái lịch sử cũng rất là nổi tiếng. Mà trước đây là nơi này có một cuộc cách mạng diễn ra về đấu tranh về những cái cuộc mua bán về trà. Thì cái cuộc biểu tình này xảy ra vào năm 1773 của công dân Boston, những người đã cải trang thành người Ấn Độ, đã đột kích qua ba tàu của người Anh ở cảng Boston và đổ hàng trăm rương trà vào bến cảng, tổ chức những như một cuộc biểu tình chống lại thuế đối với cái ngành trà. Thì cái vào năm 1773 thì có một nhóm công dân người Boston phản đối luật thuế của trà ở Anh do ông Samuel Adams lãnh đạo, tấn công một tàu trà của công ty Đông Ấn đã vào Boston, một trường hợp từ bỏ trà trên biển. Luật thuế trà đã cho công ty Đông Ấn độc quyền xuất khẩu trà sang các thuộc địa của Bắc Mỹ của Anh vào thời điểm đó, bởi vì chính phủ Anh đã áp dụng chính sách trừng phạt như là đóng cửa cảng Boston chống lại sự cố này. Mỗi thuộc địa trở nên thống nhất và có cáo buộc các hành động của đất nước, trở thành những tác nhân thúc đẩy một cuộc cách mạng độc lập của Mỹ xảy ra ở khu vực này. Ngày nay thì Boston Tea Party được xem như là một địa điểm du lịch nổi tiếng, thu hút rất là nhiều khách du lịch đến đây hàng năm. Thì mỗi khi mà đến với Boston thì không thể bỏ qua cái địa điểm Tea Party bến cảng này. Thì nó đánh dấu một địa điểm lịch sử cũng không kém phần quan trọng. Thì sau khi đã đi bộ xung quanh cái khu vực này thì mình thấy có một cái tiệm bán kem hút. Thì mình sẽ dừng lại và mua mấy cây kem để cho các bé cũng như là cả nhà mình cùng thưởng thức cái món kem ở khu vực này. Thì thấy có một cái cặp tình nhân mặc bộ đồ cũng rất là đẹp mắt nè, cho nên là mình muốn quay lại chia sẻ cho mọi người cùng xem. Đây là khu vực của bến cảng Boston. Thì một bên nó là khu vực đường đi bộ dành cho khách du lịch, còn một bên kia nó là cái khu vực của những khách sạn nổi tiếng, nơi có những buổi văn nghệ hay như là những bữa tiệc ngoài trời vào buổi tối. Thì từ khách sạn này thì mình có thể đi khắp mọi nơi để mà ngắm những quang cảnh xung quanh khu vực này. Thì vào ở nơi đây có một cái bến du thuyền. Thì mọi người có thể đến cái bến du thuyền này để mà mua vé, và người ta có thể chở mình đi du lịch vòng quanh cái bến cảng cũng như là ra khỏi cái Boston. Thì các mình có thể mua vé để đi tàu du lịch, tàu tốc hành và tàu câu cá, cano, taxi, nó cũng giống như là Uber vậy đó. Thì mình có thể tìm một cái chiếc tàu vừa ý và thuê, người ta sẽ chở mình đi. Thì nếu muốn thì mình có thể mua vé đi tàu khắp mọi thành phố gần biển hoặc các đảo du lịch lân cận ở khu vực này. Thì sát cái cầu tàu là có cái điểm bán vé để mình đi coi cái khu vực biển Cá Voi nè, có vé tàu chở khách đi câu cá và cũng như là tham quan xung quanh cái khu vực của bến cảng Boston.
Bến cảng du lịch Boston là cảng thiên nhiên, từ cửa sông Charles đâm ra vịnh Massachusetts, nằm bên thành phố Boston. Đây cũng là cảng vận chuyển quan trọng của vùng Đông Bắc Mỹ, cảng do John Smith tìm thấy vào năm 1614. Cảng Boston rất quan trọng trong lịch sử của Mỹ. Đây là vùng Boston Tea Party. Thì cảng Boston liên tục xây dựng và phát triển cho đến thế kỷ 19. Từ năm 1660 thì hầu như hàng hóa nhập cảng vào vùng Boston và New England đều đi qua cái cảng Boston này. Do đó cái Boston thu hút cái dân Mỹ đổ vào, khiến cái thành phố này càng ngày càng phát triển rất là nhanh chóng. Chào ơi. Hello, chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày lễ Julipo. Thật là vui vẻ. Hôm nay mình đi chơi ở Boston nha. Hello bạn đi con. Hello bạn. Nào đi đường nào đi. Vậy là hôm nay nhà mình đã có một cái tour đi bộ vòng quanh cái thành phố Boston, cũng như là đi qua những cái khu địa điểm lịch sử quan trọng và nổi tiếng nhất của khu vực này. Hôm nay thì mình sẽ tạm dừng video ở đây. Cảm ơn các bạn rất nhiều đã theo dõi video của mình và đồng hành cùng du lịch và trải nghiệm. Xin chào và hẹn gặp lại vào những video tiếp theo.